Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ YouTube gốm xứ Nhật Sơn Lõi nha anh chị. Và những sản phẩm em lên đó anh chị thích món nào anh chị chụp gửi về Zalo, gửi qua Zalo gốm Nhật Sơn Lõi nha anh chị, 0913 330469 nha anh chị. Và những anh chị mà không có xài Zalo đó anh chị trực tiếp nhắn tin hoặc là anh chị điện thoại qua cái số cũng là 0913 nha chị, 330469. Và em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị nha. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Và em lên một cái bộ này nha chị, em lên một cái bộ trà như thế này. Một cái bộ trà này là mới nha chị, chưa qua sử dụng nha chị, chưa qua sử dụng. Thứ hai là họa tiết anh chị, họa cái này. Thứ hai là cái bình này là bình sứ xương nha chị, rất là mỏng nha, rất là đẹp luôn. Lọc của bình này là lọc tổ ong anh chị, lọc của bình này là lọc tổ ong nha. Ngoài cầm như thế này, viền của này là viền vàng, viền là viền vàng nha chị. Cái cầm tay này cũng là viền vàng luôn nha chị, cũng là viền vàng. Cái này là họa tiết, cái này là có truyện đầy đủ nha anh chị. Cái này là vẽ bướm nha anh chị. Và cái này là nhụy, cái này là cũng là vàng toàn bộ nha anh chị, cũng là vàng toàn bộ. Miệng là viền xanh nha anh chị, viền vàng luôn nha anh chị đấy. Và cái bộ này anh chị, bộ này em có một bình và 5 ly anh chị, một bình và 5 ly. Cái bình này là dung tích khoảng chừng 450ml nha chị. Dung tích bình này là khoảng 450ml. Ly này là có truyền nha chị. Đường kính của ly này là 9 và cao của ly này là 6 anh chị. Miệng là 9, cao của ly này là 6. Rồi cái này em bán cho anh chị một cái bình này, bộ này chị, bộ này em bán cho anh chị với giá là rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 650k bộ này. 650k bộ này nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã F35. F35 nha anh chị, 650k F35. Mới nha anh chị, cái này báo chị mới, chưa qua sử dụng nha anh chị, chưa qua sử dụng. Rồi bây giờ em lên một cái bộ này. Đám chị, đám của nhà tiếp kìa. Đó. Số anh. Rồi nha chị, em lên cái một cái bình này anh chị. Em lên cái bình này là một bình nha chị, một bình. Đó anh chị thấy cái bình này rất là ok nha chị. Bình này bán chị là bình cái bình một bình nha chị, họa tiết. Họa tiết vẽ vàng và đỏ như thế này anh chị. Và cái này là có họa tiết tháp như thế này. Dòng bình này là bình xưa nha chị, nói chung bình này là bình rất là xưa luôn. Đây là ngay đây là có vàng. Và anh chị, dưới khu này là có truyện nha chị, dưới khu này là có truyện. Đây là cũng có truyện nha chị. Và rất tiếc là cái bình này anh chị, bình này là họa tiết là vẽ vàng toàn bộ, rất là nhiều vàng, vẽ vàng. Và cái này là một cái tấm rốt nha chị, một cái tấm rốt gồm có là ba cái chung nha chị, một cái tấm rốt và ba cái chung, một cái tấm rốt là ba cái chung nha chị. Cái này đã bị một chiếc ly này đã bị dâm với khu những cái dòng xưa như thế này đã bị dâm là chuyện bình thường nha chị, không có vấn đề gì nha. Rồi cái này là em sẽ đo đi, cái bình này dung tích khoảng chừng 300ml, bình rất là xưa nha chị, dung tích là 300ml. Ly của này là 7.5 và cao của ly này là 5 nha chị. Đó, cao của ly là 5, ly này rất là xưa nha chị, cốt là cốt rất là nặng nha chị, cốt rất là nặng luôn. Rồi cái bộ này chị, bộ này em bán cho chị hết cái bộ này là 1 triệu. Hết cái bộ này nha chị. Thật tình là em báo chị nha. Đúng ra một bình như thế này với là một bình mà chị đủ hoàn hảo là một bộ bình này với là 5 cái ly và một cái tấm là đủ một bộ. Thì cái này là mấy giá phải là trên 2 triệu nha chị, trên 2 triệu. Mà tiếp một cái này nó chỉ nó là một chút tì vớ thôi. Thứ nhất là thứ hai là mất một món là nó rất là nửa giá trị.
1 triệu nha chị, 1 triệu bộ này. Anh chị chốt em mã F36 nha chị, F36 1 triệu nha. F36. Rồi em lên cái này chị. Cái dĩa này, dĩa này là dĩa xanh lam bảo. Còn giỏ chắc một cầu tròn này nha. Cái này là một cái dĩa xanh ngọc nha chị. Xanh ngọc họa tiết là họa vẽ. Cái này là họa tiết của hoa nha chị. Hoa đào nha. Hoa đào xanh xanh như thế này. Dĩa này là đường kính 12 nha chị. Dĩa này đường kính 12. Cái này em có là 5 chiếc nha chị, rất là đẹp luôn. Rồi 5 chiếc này em bán cho anh chị là với giá là 170k 5 dĩa này. Em bán chị là cái này là mới nha chị, mới 100% luôn. Và viền của này là viền hoa nha chị, viền hoa nha. 5 chiếc nha chị, 170k. Anh chị để lên chứ, bỏ cái ly lên như thế này chị, 170k 5 chiếc như thế này. Anh chị chốt giùm em mã F37 nha chị, F37 170k. Rồi anh chị em lên cái này anh chị, một cái một cặp như thế này anh chị. Một cặp đây là ly, ở đây là ly là cái ly bia nha chị, ly bia của ly bia nha anh chị. Ly uống bia mà cái này là dòng là dạng như ly Âu nha chị, ly Âu nha. Cái này em có một cặp như thế này, rất là đẹp luôn. Miệng ly là 7 nha chị, cao của ly này là 13. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là 150k. 150k cặp cặp ly này chị, một cặp 150k cặp ly đen và trắng nha chị. Một chiếc ly là đen. Đây là bia nha chị. Đây là bia nha. 150k anh chị cho em mã F38. Rồi anh chị bây giờ em lên một cái bộ nha chị, một cái bộ trà như thế này. Bộ này là phải nói là rất là xưa nha, không phải là bộ này rất là xưa nha chị. Bộ này 1 bình nha chị, bình này là bình cutani. Một bình này là bình cutani nha chị, cutani. Mà cái bình này là anh chị vẽ nổi cộm như thế này toàn bộ anh chị. Anh chị nhìn là cái biết cái bình này là cutani của rất là xưa nha chị, rất là xưa. Và cái này là họa tiết là vẽ sơn thủy nha chị, vẽ núi nha. Này là ngay ở đây là có một cái nhụy vàng và lập này lập tổ ong nha chị, dung tích là khoảng chừng 250ml. Những cái bình nhỏ là dung tích là 250ml nha chị. Bây giờ em lên cái này nha chị đó. Bây giờ này em có là một cái bình này, không hiểu sao là có là hai cái chung này nha chị, nói chung là giống nhau luôn nha chị, giống nhau hai cái chung như thế này. Và một cái rốt anh chị, một cái này là một cái rốt cũng giống nhau luôn. Và anh chị cái này là hai cái chip. Nói chung là em bán chị nha, rõ chị là một bình, một bình hai ly như thế này, hai ly thấp và hai ly cao. Và một rốt nha chị, một rốt và một bình. Nó là như thế này, bình này bán toàn bộ là bình này cutani xưa nha chị, bán xưa cho anh chị nha. Bây giờ bình này dung tích 250. Còn bây giờ ly chị, ly này là miệng là 8. Còn chiếc này nói chung là cũng là 8 mà cao hơn. Nói chung nhích hơn 5 ly. Chị cho anh lệch 5 ly nha. Đó, cái ly này nhỏ hơn xíu cũng được. Em nghĩ là cái này là giống như xịn một cái ly, một cái cặp phu thê vậy đó anh chị. Giống là cái này là có một cái rốt như thế này. Theo em hình dung là một bình. Đây là cặp ly phu thê, một chiếc nhỏ, một chiếc lớn nha chị, dư một rốt. Đấy.
Cái này em bán cho chị hết một cái này nha chị, hết một cái này là em bán chị những cái này. Hình này là siêu tầm, rất là, nói chung là rất là xưa rồi, anh chị nhìn là biết. Những cái dòng cutani này là anh chị biết là những cái dòng này là đỉnh xưa luôn nha chị. Đó. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị là 1.800.000 cái bộ này nha chị, 1.800.000 cái bộ này. Một bình và bốn, nói chung là em bán cái này tổng thể là 64, 1.800.000. Anh chị chốt cho em mã F39. F39 nha anh chị, nói chung là không có tì vết gì hết. Chỉ là như thế này thôi chứ không tì vết gì hết nha anh chị đấy. Một phu thơ gì đó, 1.800.000. Anh chị chốt cho em mã F39. F39 nha anh chị, F39. Toàn bộ cutani vẽ cộm nha anh chị. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là một cái bình hoa, hoa trà nha chị. Một cái bình này là một cái bình hoa trà. Lọc này là lọc tổ ong nha chị. Lọc tổ ong, hoa trà lọc tổ ong. Cái bình này là dung tích là 340ml nha chị. Bình hoa trà này em bán cho anh chị với giá là 300k. Thứ nhất là truyện trong nách nha anh chị. Thứ hai là cái bình này là mới, chưa qua sử dụng hoa trà như thế này. 300k. Anh chị chốt em mã F40 nha anh chị, F40 300k. Rồi nha chị, cái này dĩa này là dĩa mới nha chị, dĩa mới. Cái dĩa này là protein ra nha chị. Rồi. Dĩa này em có 2 chiếc. 3 chiếc. 4 chiếc. 5 chiếc nha chị, 5 chiếc. 6 chiếc nha chị, 6 chiếc. Dĩa này em có 7 chiếc nha chị, 7 chiếc nha. Còn nữa không? 7 chiếc nha chị. Trong cái số 7 chiếc này chị, nó có 2 chiếc bị dâm như thế này. 7 chiếc này có 2 chiếc bị dâm nha chị, đã 2 chiếc bị dâm một xíu như thế này. Anh chị có thích thì em sẽ bỏ vào, còn không thích thì em bỏ ra 2 chiếc này nha chị. Em có 7 chiếc. Đường kính dĩa này là 11, ôi lộn xin lỗi. Đường kính dĩa này là 21. Rồi cao của này là 2 nha chị. Rồi cái bộ này hết, cái bộ này 7 chiếc nha chị, em bán cho anh chị là 290k bộ này. 290k bộ này nha chị, 290k. Anh chị báo, em báo anh chị là cái này là thứ nhất là có triệu notida, và thứ hai là có viền viền xanh nha chị, thứ ba là họa tiết hoa như thế này. Nói chung là mới nha chị, chưa qua sử dụng nha. Đó, và 7 chiếc này là 290k 7 chiếc. 290k nha chị. Anh chị chốt cho em mã F41 nha chị, F41 290k, F41. Còn cái này thì anh chị có thích thì em sẽ bỏ vào. Nói chung nó có một xíu chỗ này, nó cũng không đáng kể nha chị. 290k. Anh chị chốt cho em mã F41. F41 nha chị, F41. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là một cái dĩa xà cừ. Đúng, anh chị ví dụ là cái này là anh chị dĩa xà cừ, anh chị có truyền ký đầy đủ. Cái dĩa này anh chị về làm để cái bình trà hoặc là 10 cái ly vẫn được nha chị. Bình trà 10 cái ly vẫn được luôn. Cái dĩa này đường kính của dĩa này là 27 nha chị. Đường kính của dĩa này 27. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị đường kính 27 nha chị, 70k cái dĩa này. Cái này là anh chị nhìn là cái này là dĩa xà cừ nha anh chị, 70k cái dĩa này rất là rẻ luôn. Anh chị chốt em mã F42 anh chị, 70k F42.
Đó, cái bộ này anh chị, em nói anh chị là mua cái bộ đây là cái bộ này là em nói anh chị là không chơi đâu được hết nha anh chị. Nó đẹp, em nói là bao đẹp luôn, bao xịn sò luôn cái bộ này anh chị. Thứ nhất là cái dĩa này là cái dĩa sâu lòng anh chị dễ đựng đồ. Anh chị dễ đựng đồ nha chị, do nè. Nó rất là đẹp nha chị. Em nói chị anh chị nó rất là đẹp cái kiểu này. Và cái này là có triệu ký đầy đủ mệt, rất là đẹp, họa tiết hoa anh chị. Nó nhu nhu là anh chị biết sao nó nhu nhu cái màu như thế này là anh chị nhìn cái hoa họa tiết hoa này là anh chị nhìn không. Anh chị nói là cái hàng này là anh chị nhìn cái dĩa này anh chị nói là cái hàng này là hàng xuất Âu chứ không phải là hàng Nhật. Anh chị nhìn cái dĩa này không biết ở trong như thế nào chứ ở ngoài em nhìn là cái hàng này giống cái hàng xuất Âu nha chị. Nó rất là đẹp, màu hồng anh họa tiết là nhu nhu cho không có nổ nha chị. Dĩa này đường kính của dĩa này 324 và cao của dĩa này là 24, cao là 4 nha anh chị. Dĩa này em bán cho anh chị mỗi dĩa này là 70k. 1 2 3 4 5 6 7. 70k một dĩa nha anh chị. Anh chị chốt em mã F 43. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 49. 7 7 49 nha anh chị. Nếu một chiếc thì em tính cho anh chị là giá 70k. Mà nếu anh chị lấy hết 2 4 6 7 chiếc là em mới tính cho anh chị hết cái bộ này là 450k. Nha anh chị. Một chiếc là em tính 70k, mà nếu anh chị lấy hết cái này 7 chiếc này em tính cho anh chị là 450k nha, em có báo rõ nha. Em sẽ ưu tiên cho anh chị nguyên cái này. Một chiếc 70 mà nếu anh chị lấy hết 7749 là em tính cho anh chị 450k. Anh chị ép mã F43. F43 nha chị, F43. Rồi em lên một cái bình trà một anh chị. Bình này là bình 2 ghi. Bình này là bình 2 ghi nha anh chị. Những cái dòng ly của riêng 2 ghi. Bình này là bình 2 ghi nha chị. Bình thường một cái bình này nó ok không tì vết thì giá trị của nó là phải là 400k. Nó 400k nha chị. Bây giờ em sẽ bán cho anh chị cái bình này là em báo chị rõ nha. Anh chị xem chi tiết nha. Thứ nhất là một cái bình này nó bị dâm ngay chỗ này. Đấy, dâm ngay một chỗ nha. Thứ hai là phần trong của cái này nó bị dâm một xíu chỗ này. Cái bình này là lập lưới như thế này, dung tích khoảng chừng là 300ml. Cái này là có tiền nha anh chị. Đúng là cái bình này nếu mà ok thì em bán này mình giá 300 tới 350 hay là 400 tùy theo. Đó, rồi cái này bây giờ em bán cho anh chị cái bình này em bán anh chị là 110k cái bình này đi. 110k. Em báo rõ nha chị. Em báo những cái vấn đề thì em sẽ báo trực tiếp cho như thế nào nha chị. Lỗi dâm hạt như thế nào em sẽ báo rõ cho anh chị nha. Một lỗi, hai lỗi. Đó, 110k anh chị cho em mã F44. F44 110k. Mở cái like mà coi trước rồi. Mình đang tiếp cái đó cho lên này. Rồi nha chị, cái này em lên cái này nè anh chị. Cái dĩa này là dĩa ngũ sắc anh chị. Dĩa ngũ sắc mà họa tiết vẽ toàn bộ là họa tiết vàng không. Vàng không nha chị. Họa tiết vẽ vàng toàn bộ. Viền là viền sô-cô-la nha chị. Viền là lộn, xin lỗi, viền là viền vàng. Viền là viền vàng nha chị. Viền vàng. Viền vàng nha chị. Này đường kính là 13.5. Viền là toàn bộ là vàng. Họa tiết là vẽ vàng như thế này. Rồi cặp này em bán cho anh chị. Cái này chị, phía sau của này cũng là họa tiết vàng luôn. Cặp này em bán cho anh chị là chị 90k cặp này nha. Cặp này là 90k, mỗi chiếc này là 45k, hai chiếc là 90k. Anh chị chốt cho em mã F45.
F45 nha chị, F45. Ok. Đẹp quá. Đẹp quá không? Nó mua rất là nhiều. Rồi nha chị, em lên cái này là hấp bi. Bi khó. Bi cơ bữa nó hết, nó khó vậy. Chụp cho cái hết xong biết rồi. Rồi cái này anh chị, cái dĩa này là ở trong này chị, cái thông này là Peter, thỏ Peter nha, thỏ hay mèo nha, thỏ hay mèo, thỏ, thỏ, nó có hai tay mà, thỏ, thỏ, cái này là một cái dĩa thỏ nha chị, và cái này là có truyện ký đầy đủ anh chị, có truyện ký đầy đủ nha. Dĩa này là đường kính của dĩa này là 24 nha chị. Em bán chị đường kính của dĩa này là 24, đường kính rất là bự nha chị, rất là bự luôn. Cái này là có truyện đầy đủ nha chị. Rồi cái này em bán chị 3 chiếc này. 3 chiếc anh chị, 3 chiếc này em bán cho anh chị 150k nha chị, rất là đẹp luôn. Đường kính là 24 nha chị, 3 chiếc này 150k. Rất là đẹp nha chị, 150k 3 chiếc này. Anh chị cho em mã F46. Rồi em lên chiếc này anh chị. Cái này là một cái dĩa trái chanh nha chị, một cái dĩa trái chanh, quả chanh nha chị. Cái này là dừa chanh, cái này là hoa luôn nha chị. Cái này có hoa mà cái này là chị rất là đẹp luôn. Narumi nha chị, Narumi là một cái dòng dĩa cao cấp nha chị. Narumi là dòng dĩa cao cấp. Dĩa này là đường kính là 23.5 nha chị. Và cao của dĩa này là 2.5. Cái này em có 4 chiếc nha chị, 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là, rồi em bán cho chị là 4 chiếc này 260k 4 chiếc nha chị, 260k 4 dĩa này. Anh chị cho em mã F47 nha chị. Dạ em xin phép chào cô chú nha anh chị.